Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một cái video mà trong cái bối cảnh hiện nay là tôi quay vào đầu tháng 3 năm 2020 thì cái bối cảnh là Bộ Xây dựng đã ban hành rất nhiều định mức mới, rồi ban hành rất nhiều những cái thông tư mới để mà hướng dẫn cho cái việc lập dự toán, rồi lập hồ sơ đấu thầu, rồi là tính toán tổng đầu tư. Đấy. Thì đây là cái video mà tôi muốn hướng dẫn chúng ta về cái cách lập dự toán theo một loạt cái định mức cũng như là các cái thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn. Thì trong video này tôi sẽ đi vào những chủ đề như sau. Thứ nhất là theo các cái thông tư mới như là thông tư 09, rồi thông tư 10, thông tư 11, thông tư 13, thông tư 15, thông tư 16, 2019 do Bộ Xây dựng ban hành cùng một ngày là ngày 26 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực là ngày 15 tháng 2 năm 2020. Thì theo luật mới thì việc lập dự toán là chỉ theo định mức thôi mà cũng không cần thiết phải dựa theo đơn giá các tỉnh ban hành. Lát nữa tôi sẽ giải thích rất kỹ về các phần này. Thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn là xem định mức 10 năm 2019 thông tư Bộ Xây dựng. Tức là trước đây thì Bộ Xây dựng ban hành các cái định mức là thông qua các cái công bố, các cái quyết định hoặc các công bố thôi. Tuy nhiên thì từ định mức 10 năm 2019 trở đi thì Bộ Xây dựng nâng cao hơn. Thì Bộ cho các cái định mức đó là một thông, là các là thông tư, là một thông tư. Ví dụ như hiện nay là thông tư số 10 năm 2019 thì tôi gọi tắt là định mức 10, chính là cái thông tư số 10 năm 2019 Bộ Xây dựng. Thì định mức 10 này thay đổi gì so với cả định mức cũ, ví dụ như là định mức 176 phần xây dựng, 177 phần lắp đặt, vân vân. Mục thứ ba tôi sẽ hướng dẫn là cái việc áp dụng trong áp dụng việc tra định mức 10, tra công tác định mức 10 trong phần mềm dự toán G8 như thế nào. Bước mục thứ tư tôi hướng dẫn là việc tính đơn giá nhân công cũng như là đơn giá ca máy lần lượt theo các cái thông tư như là thông tư 15 và thông tư 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành. Phần cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu, rồi tính toán tổng đầu tư cho một cái công trình mà theo các cái thông tư như trên cũng như là thông tư 15, thông tư 16 cũng như là thông tư số 09 năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm dự toán G8. Thì đây là một cái phần mềm rất là mạnh, tính năng rất là mạnh, rất nhiều tính năng và rất mạnh, và nó rất dễ sử dụng, nó giống như chúng ta sử dụng Excel vậy thôi. Đấy, và hiện nay thì G8 được sử dụng trên cả nước, ba miền Bắc, Trung, Nam, rồi các ban quản lý, các sở, các bộ trên cả nước rất là nhiều. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ xin phép đi chi tiết vào việc là mục đầu tiên là theo các luật mới thì việc lập dự toán chỉ theo định mức mà không cần đến các cái bộ đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa do các tỉnh, thành phố ban hành như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Phần này tôi nói lướt qua để chúng ta hiểu thôi. Đây. Đầu tiên thì tôi dở cái thông tư số 06 năm 2016 cũ. Thì thông tư này tính thời điểm này là đầu tháng 3 năm 2020 thì đã hết hiệu lực rồi. Thì ở trang số, ở phần này thì ở phần này ở trang số 15 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn về cái việc mà quản lý đơn giá xây dựng công trình. Thì thông tư 06/2016 cũ thì điều 19 khoản 1 thì Bộ Xây dựng yêu cầu là Ủy ban dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan để công bố giá vật liệu xây dựng, ví dụ như là giá cát, giá đá, giá xi măng, sắt thép theo tháng, theo quý đấy. Rồi là đơn giá nhân công, ví dụ đơn giá nhân công bậc 3, bậc 4/7, bậc 5/7 vân vân. Ví dụ đơn giá ca máy và thiết bị công, ví dụ như là giá máy ủi, máy đào vân vân. Chỉ số giá dựng và một phần rất quan trọng là và đơn giá xây dựng công trình. Đấy. Đơn giá xây dựng công trình ở đây chúng ta hiểu là các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, sửa chữa đấy ạ. Đấy, như vậy là điều 19 khoản 1 thông tư cũ là yêu cầu các tỉnh phải công bố các cái bộ sách đơn giá xây dựng. Tôi lấy ví dụ đây là các cái bộ sách đơn giá xây dựng này. Ví dụ, vào năm 2017 thì Ủy ban dân tỉnh Điện Biên họ ban hành cái, họ công bố cái bộ sách đơn giá phần xây dựng công trình của tỉnh Điện Biên, phần xây dựng. Thì quyển đơn giá nó như sau. Đây, tôi lấy ví dụ. Đây. Công tác xây mố trụ, cột, tường đầu cầu chẳng hạn, thì nó ở cái quyển sách này họ liệt kê các cái đầu mã đầu việc. Ví dụ AE11413 là xây mố trụ cột tường đấy. Đơn vị tính là mét khối, xong đơn giá vật liệu là 508.232 đồng. Đơn giá nhân công, đơn giá ca máy chẳng hạn đấy. Thế thì đây là các cái bộ sách
phần đơn giá xây dựng, lắp đặt, khảo sát, vân vân. Bây giờ chúng ta quay trở lại thông tư. Đây là như vậy, là thông tư 06 cũ thì yêu cầu các tỉnh phải ban hành đơn giá. Nhưng mà thông tư 09 năm 2019 mới Bộ Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 12 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2. Đấy. Thì ở đây là ở trang số 18 cũng là điều 19 khoản 1 của thông tư 19 mới này, thì Bộ Xây dựng yêu cầu như sau này: Bộ Xây Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đấy, để mà công bố các bộ đơn bộ giá vật liệu xây dựng, ví dụ như là giá cát, giá đá, thông báo theo quý, theo tháng đấy ạ. Rồi là công bố đơn giá nhân công xây dựng, ví dụ như là đơn giá nhân công bậc 3, bậc 4, hoặc là đơn giá nhân công xây bình quân đấy, theo hướng dẫn tại thông tư 15 đấy. Hoặc là đơn giá ca máy và thiết bị công, ví dụ như máy ủi, máy đào, máy xúc, bao tiền một ca máy đấy ạ. Chỉ số và chỉ số giá xây dựng làm cơ sở để mà quản lý giá xây dựng công trình đấy, theo nghị 68. Thế như vậy là chúng ta thấy rằng ở khoản 1 này, ở điều 19 này, thì như vậy là Bộ Xây dựng đã bỏ cái điều khoản là gì ạ? Bỏ cái điều khoản là và đơn giá xây dựng công trình này đi. Có nghĩa là từ thông tư 09 trở đi, thông tư 09 hay 19 trở đi là các tỉnh sẽ không cần thiết phải ban hành các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa như thế này nữa, không cần ban hành các cái bộ sách này nữa. Đấy. Không cần ban hành cái bộ sách này nữa. Đó. Thế thì ở đây thì chúng tôi cũng đã có một cái cuộc trao đổi trực tiếp với cả bên phía Cục Kinh tế của Bộ Xây dựng, thì chúng tôi hỏi là cái điều 19 khoản 1 này như thế này thì có nghĩa là từ giờ trở đi là có nghĩa là cũng sẽ không cần phải đơn giá các tỉnh nữa. Thì họ trả lời là từ giờ đi sẽ làm theo cái chủ yếu tính theo định mức và giá vật liệu, giá thông báo vật liệu, rồi đơn giá nhân công, rồi giá ca máy do tỉnh người ta công bố thôi, chứ không cần thiết phải dựa trên cái đơn giá xây dựng công trình do các tỉnh ban hành như ngày xưa nữa. Đấy, tuy nhiên có tỉnh nào họ ban hành thì họ vẫn cứ ban hành thôi, nhưng khả năng là sẽ rất ít tỉnh ban hành như thế nữa. Đấy, bởi vì nó không cần thiết nữa. Đấy. Như vậy tôi đã đi xong cái phần thứ nhất là theo luật mới là chúng ta chỉ lập dự toán theo định mức thôi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái định mức mới nó như thế nào. Đấy, muốn lập theo định mức thì chúng ta phải hiểu theo định mức mới là định mức số 10 năm 2019 Bộ Xây dựng thay đổi cái gì. Định mức 10 năm 2019. Thì định mức 10 này, đây là định mức số 10. Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo thông tư số 10 năm 2019 ngày 26 tháng 12. Và cái định mức 10 này, khi tôi nói định mức 10 hay là tôi nói thông tư 10 thì là đều là một khái niệm. Thì tôi quen dùng định mức 10 cho nó dễ. Thì định mức 10 này là có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Về cơ bản thì định mức 10 này là cái định mức nhân công là giảm đi khá là nhiều. Lý do là do ở cái thông tư 15 đi kèm cùng thời điểm với định mức 10, thông tư 10 này thì Bộ Xây dựng quy định rất nhiều nhóm nhân công khác nhau. Đấy. Cho nên là ở định mức 10 này thì cái định mức người ta giảm đi do là cái nhân công người ta được đẩy lên. Ở thông tư 15 này nhân công của các cái nhóm nhân công người ta đẩy lên. Tôi sẽ phân tích kỹ sau. Bây giờ chúng ta làm một phép so sánh. Tôi lấy một cái công tác ở định mức 1776 năm 2007 cũ. Thì định mức này tại thời điểm là đầu tháng 3 năm 2020 là hết hiệu lực rồi. Thì tôi lấy ra để so sánh để một cái đầu việc thôi để chúng ta so sánh. Ví dụ tôi lấy một cái đầu việc là đầu việc về 1776 447. Đây tôi lấy một đầu việc mà về sản xuất lắp dựng cái thép, sản xuất ví dụ như là chúng ta lắp dựng một cái dàn vi kèo thép chẳng hạn. Đấy. Khẩu độ ví dụ 18-24 mét chẳng hạn, thì mã của nó là AI.5:1 liền, AI 1111 5:1 liền. Thì chúng ta thấy rằng với định mức 1776 cũ thì là đơn là Bộ Xây dựng công bố là nhân công bậc 4.0/7, số công là 32.571 công. Đây là định mức cũ. Tuy nhiên sang định mức mới là định mức 10 thì với định mức này thì ở đây tôi sẽ dở phần này ra ở trang số 498. Thì mã AI111 thì nhân công Bộ Xây dựng vẫn quy định là bậc 4/7, nhưng số công là chỉ còn có 22.8. Chúng ta lưu ý ạ, chỗ này định mức cũ là 32.57, định mức mới là còn có 22.8. Như vậy là về cơ bản chúng ta giảm đi gần 10 công. Đấy, tại sao lại giảm đi gần 10 công? Trong khi đó vẫn là nhân công bậc 4/7, vẫn là bậc 4/7. Vì lý do vì sao? Vì với định mức 10 sẽ đi kèm với cả thông tư 10 thì về để mà tính đơn giá nhân công.
Thì trong cái thông tư 15 này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn các cái nhóm nhân công như sau. Ở trang số 11, phụ lục số 2, Bộ Xây dựng quy định về nhóm nhân công. Thì bây giờ chúng ta xem. Thì cái công tác vì kèo đó là Bộ Xây dựng đẩy lên nhóm 5, là gia công, lắp dựng, cấu kiện thép, là nhóm 5. Do đó cái nhóm 5 thì cái lương của nó sẽ cao hơn. Lương của nhóm 5 là cao hơn so với lương của nhóm 1 ngày xưa. Do đó mà cái định mức này được giảm đi. Đấy, lý do là đơn giá nó tăng lên thì định mức này nó giảm đi. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng cái định mức này, định mức 10 này mà chúng ta làm theo các cái đơn giá nhân công mà tính theo thông tư 05 năm 2016 cũ, thì chắc chắn một điều là chúng ta bị giảm chi phí nhân công đi rất là nhiều. Lý do là số công nó giảm đi. Đấy, thế cho nên là chúng ta lưu ý. Thì có một cái điểm rất quan trọng là tôi nhắc lại là cái định mức 10 này thì về nhân công rồi là bị giảm đi so với cả định mức cũ. Đấy. Còn về định mức vật liệu, rồi định mức ca máy và thiết bị thi công thì Bộ Xây dựng cũng thay đổi rất là nhiều. Đấy, so với định mức 176 cũ. Đấy. Tiếp theo, phần thứ 3, tôi hướng dẫn là việc tra công tác theo định mức số 10 năm 2019 như thế nào. Đấy. Thì bây giờ tôi quay trở lại phần mềm dự toán G8. Để mà tra được định mức 10 thì việc đầu tiên chúng ta làm là mở phần mềm dự toán G8 lên. Sau đó thì chúng ta nên vào menu trợ giúp. Tiếp theo chúng ta vào menu trợ cập nhật dự toán G8. Mục đích điểm gì để chúng ta lấy một cái bản phiên bản mới nhất của G8. Thì đây, cái bước cập nhật này chúng ta bấm vào đây thì chắc chắn là nó sẽ xin lỗi, đây là máy của tôi thì tôi đang làm video cho nên tôi ngắt internet để cho khỏi thông báo các cái thông báo ví dụ Zalo chẳng hạn hay là Viber chẳng hạn, thế thì tôi ngắt. Thế còn khi mà chúng ta ở trên máy các bạn, khi các bạn đã kết nối internet thì có hai tình huống xảy ra. Một là máy bạn chưa cập nhật bản mới thì nó sẽ cập nhật cho bạn. Hai là bạn đã cập nhật rồi thì nó sẽ thông báo là cái phiên bản của bạn là mới nhất rồi. Đấy, bước một là như vậy. Bước thứ hai, chúng ta vào ô tỉnh thành phố này, chúng ta chọn mục thêm ở đây. Có lẽ tôi cũng phải kết nối một chút với mạng internet. Đây, cập nhật này, chúng ta chờ một chút. Thì máy tôi cập nhật rồi cho nên là nó báo là không có bản G8 nào mới hơn, thì như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ bước thứ hai là chúng ta vào ô tỉnh thành phố, chúng ta chọn mục thêm, sau đó chúng ta tìm ở cột thứ hai là cột có mục là định mức Bộ Xây dựng, chúng ta tích vào, sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Tuy nhiên ở trên máy này tôi đã tải về rồi cho nên là chúng ta không cần cái việc tải lại nữa. Cách thứ hai là chúng ta vào menu đơn giá, tải về đơn giá trên mạng internet, chúng ta chọn menu đầu tiên này. Đấy. Sau đó chúng ta tìm cái mục là định mức Bộ Xây dựng, chúng ta tích vào rồi bấm chấp nhận thì cũng được thôi. Đấy. Hiện nay trên máy tôi đã cập nhật các cái định mức mới và phần mềm mới nhất rồi. Thì bây giờ tôi thử tra một cái đầu việc như sau. Có mấy cách tra, ví dụ như tôi tìm một công tác là tôi biết, tôi nhớ mã của nó AI 5.1 chẳng hạn. Đấy, thì tôi gõ AI khoảng 2 con nó đã ra rồi, 3 con nó giảm bớt đi, xong tôi chọn đấy, được chưa? Đấy, thì như tôi vừa chỉ ra đây là nhân công là nhóm 5 và định mức của nó chỉ là 22,80 thôi. Đấy. Hoặc là cách thứ hai, sau đó thì chúng ta điền khối lượng vào. Đấy. Cách thứ hai là nếu mà chúng ta không nhớ nổi mã thì chúng ta có thể tìm theo tên. Đấy. Tên tiếng Việt không dấu cũng được. Ví dụ bây giờ tôi đang muốn tìm công tác xây tường. Xây tường map mà 75 thì tôi gọi là xây tường có dấu cũng được mà không dấu cũng được. Sau đó thì tôi gõ xây tường rồi phẩy 75, có nghĩa là tôi muốn tìm công tác xây tường map 75, sau đó tôi bấm enter. Thì G8 hiện ra một loạt các công tác xây tường ở đây thì tôi sẽ chọn cái công tác của chúng ta. Đấy. Đấy. Cái khối lượng này chúng ta có thể điền trực tiếp hoặc là chúng ta có thể gõ diễn giải. Đấy. Chục 1 đến 2 chẳng hạn này. Tôi đây ví dụ thôi. 5 cái nhân với chiều dài 12,7 nhân chiều rộng 0,22 nhân chiều cao là 1,57 m, ví dụ thế. Thì chúng ta nhập cái tên cấu kiện rồi dấu hai chấm rồi là các phép tính như một biểu thức đại số, xong nhập enter thì nó sẽ tự tính cho chúng ta ở đây và nó đưa tổng ở đây. Tương tự nếu có nữa chúng ta nhập ở đây, vân vân. Thì cái video này là hướng dẫn chi tiết về cái định mà luật mới cho nên tôi không đi nhiều về cái việc tra công tác này. Thì có một cái video riêng chúng tôi đã làm rồi thì các bạn tra trên vào trợ giúp học dự toán này. Đấy, hoặc là hướng dẫn bằng video chẳng hạn. Đấy, hoặc chúng ta vào học dự toán này. Đấy, thì sẽ có. Đấy. Thì đấy là tra bằng định mức 10. Hiện nay tôi đang để ở định mức ở phần ô đơn giá, tôi đang để định mức 10 năm 2019 xây dựng. Thì là đấy là phần xây dựng. Ngoài ra thì còn có các phần như là định mức 10 2019 LD tức là phần lắp đặt, 10 2019 KS tức là phần khảo sát,
10/2019 SC, tức là phần sửa chữa, rồi phần thí nghiệm vật liệu, rồi phần lắp đặt máy và công nghệ. Thì đây là đôi 4-6 cái bộ định mức mới. Ví dụ chúng ta tra phần lắp đặt thì chúng ta có thể là, để cho chính xác thì chúng ta có thể chọn phần định mức 10/2019 LD như này cũng được. Hoặc là nếu mà chúng ta quên, chúng ta để ở phần xây dựng mà chúng ta vẫn gõ mã BB chẳng hạn thì nó vẫn ra. Nó vẫn ra các cái mã đầu B đây, .12 chẳng hạn thì nó vẫn ra, chúng ta chọn. Đấy. Nếu chúng ta vẫn nhầm, chúng ta quên mất, chúng ta muốn gõ phần khảo sát C A chẳng hạn thì nó vẫn ra, chúng ta chọn. Đấy. Tuy nhiên thì cách này cũng không sai, nhưng mà chúng tôi khuyến nghị là nếu mà chúng ta làm các cái phần xây dựng lắp đặt khảo sát cũ, đấy, ví dụ như chúng ta muốn làm cái định mức cũ thì chúng ta bắt buộc phải chọn đúng cái định mức cũ. Ví dụ chúng ta muốn phần lắp đặt nhưng mà theo định mức 1777 đến định mức số 236, tức là 1777 là năm 2007 này, 236 là năm 2017 phần lắp đặt, thì chúng ta phải chọn chính xác cả định mức 1777 236 năm lắp phần lắp đặt. Đấy. Chứ nếu mà chúng ta không chọn gì cả thì nó sẽ hiểu rằng nó sẽ lấy ở định mức 10 năm 2019 là mới nhất, vì bao giờ nó cũng ưu tiên phần xây dựng lắp đặt khảo sát sửa chữa v.v. là phần mới nhất nếu như bộ xây dựng ban hành. Ok chưa ạ? Thì sau khi tra xong thì ở đây nó có tỉnh, thành phố hoặc là chuyên ngành, thì ở đây là định mức bộ xây dựng. Các cái mã đầu A ở đây thì là phần xây dựng, mã đầu B phần lắp đặt, mã đầu C ở đây là gì? Phần khảo sát. Thì cái tên của đơn giá MM để sau này chúng ta kiểm tra xem là chúng ta lấy ở đâu, tỉnh nào hay là chuyên ngành nào, ví dụ điện lực, viễn thông đấy, hay là định mức bộ xây dựng. Còn đây là phần đơn giá để chúng ta biết là lấy ở cái bộ đơn giá nào, định mức nào đấy, để chúng ta kiểm tra đấy. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong cái quy trình để mà chúng ta nhập một cái các công tác mà theo định mức số 10 năm 2019 bộ xây dựng ban hành. Phần tiếp theo tôi hướng dẫn chúng ta tính đơn giá nhân công và đơn giá ca máy theo thông tư số 15 và 11 năm 2019. Nhân công là tương ứng với thông tư 15, còn máy thì là thông tư 11 đấy, của bộ xây dựng, thông tư bộ xây dựng. Giả sử tôi đã nhập một file này rồi, file công trình các bạn nhập theo định mức 10 nhé. Ở đây thì chúng ta lưu ý là vì đây là định mức có nghĩa là nó chỉ có các cái con số về định mức thôi. Tôi lấy ví dụ là định mức AI chẳng hạn thì nó chỉ có thép hình là bao nhiêu kg, thép tấm bao nhiêu kg, khí ga là bao nhiêu cân, nhân công là bao nhiêu công thôi, chứ nó không có đơn giá. Cho nên là rất nhiều người hỏi tôi là ô thế sao ba cái cột này không có đơn giá? Vì sao? Bởi vì đây là định mức thôi, cho nên nó không có đơn giá. Và như phần đầu tiên tôi đã nói rằng là hiện nay ở trong thông tư 09 năm 2019 bộ xây dựng ban hành điều 19 khoản 1 thì là bộ không yêu cầu, không bắt buộc các tỉnh phải ban hành các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa nữa. Do đó khả năng cao thì 63 tỉnh thì sẽ còn rất ít tỉnh ban hành cái này nữa. Đấy, họ ban hành cũng không biết điểm gì nữa, vì trong luật từ thông tư 06 năm 2016 đến thông tư 09 năm 2019 trong các bảng phụ lục 2, phụ lục 3 để tính toán thì bộ xây dựng hướng dẫn đều sử dụng định mức hết, không có biết cái đưa con số đơn giá tỉnh ban hành vào đâu cả. Cho nên là cái cột ba cột này nó sẽ trống. Đấy. Tuy nhiên lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn là muốn cái này nó có thì làm thế nào, rất đơn giản thôi. Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại cái việc chủ đề chính của chúng ta là gì ạ? Là tính đơn giá nhân công, tính đơn giá các máy, đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta bấm sang giá tháng thì tất nhiên là tất cả cái này cũng trống, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá các máy trống. Chúng ta đừng có lo ngại, chúng ta cứ kệ nó. Bây giờ chúng ta sang đầu vào rồi thì luật mới thì là chúng ta không sử dụng cái khái niệm là mức lương đầu vào LNC do các tỉnh ban hành theo vùng nữa. Ví dụ như một tỉnh nào đó ban hành mức lương đầu vào là 2.150.000 đồng một tháng thì đấy là chúng ta đang tính theo thông tư 05 năm 2016 cũ trở về trước. Còn bây giờ trở đi chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái khái niệm là số ngày làm việc trong một tháng là 26 ngày thôi ạ, tức là 30 ngày một tháng trung bình trừ đi 4 chủ nhật thì còn 26 ngày. Đấy. Các tỷ lệ phụ cấp này chúng ta về cơ bản cũng sẽ không dùng nữa. Tuy nhiên có thể sau này một số tỉnh sẽ ban hành các cái phụ cấp như là phụ cấp vùng sâu, vùng xa, rồi khó khăn, đắt đỏ, ví dụ như tỉnh Lai Châu, ví dụ như tỉnh Hòa Bình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Chúng ta nhập vào đây. Còn các tỉnh còn lại có lẽ là sẽ gần như không sử dụng gì cái bảng 2 này, thì chúng ta có để bằng 0. Còn tỉnh nào ban hành về phụ cấp vùng sâu, vùng xa, rồi là khó khăn, rồi là đắt đỏ là bao nhiêu phần trăm, ví dụ 5%, ví dụ 7,5% hay là 15% thì chúng ta điền vào đây, thay con 0% này bằng tương ứng phần trăm của đó. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ phải điền cái giá xăng, rồi giá điện do xăng dầu là do Petrolimex ban hành công bố, giá điện do Bộ Công Thương, thì chúng ta click vào đây chúng ta điền giá xăng dầu. Cái file này tôi đã điền sẵn chứ đáng ra thì nó sẽ bằng không hết,
Đấy, bây giờ chúng ta kích vào đây để chúng ta xem là cái giá xăng dầu như thế nào. Đây, thì chúng ta kích vào thì bao giờ nó cũng ra cái mục thông cáo báo chí của bên bộ bên Petrolimex. Thì ví dụ bây giờ đang là mùng 9 tháng 3 thì Petrolimex công bố giá xăng ngày 29 tháng 2 đây. Đấy, thì ví dụ như là xăng thì chúng ta hay lấy là xăng E5 RON 92. Đấy, giá này là giá đã bao gồm thuế rồi, cho nên chúng ta phải lấy cái vùng 1 hoặc vùng 2 tùy theo vùng của chúng ta. Sau đó chúng ta chia 1,1. Ví dụ vùng 1 là 18.340 đồng này, chúng ta chia 1,1 ra. Dầu diesel 0,5% lưu huỳnh thì chúng ta lấy, giả sử vùng 1 chẳng hạn, chúng ta lấy 14.780 đồng sau thuế, chúng ta chia 1,1 ra trước thuế. Đấy. Thế còn thì ứng với cả giá điện. Giá điện thì chúng ta sẽ kích vào cái mục là đây, click vào đây để xem giá điện của Bộ Công Thương. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục Bộ Công Thương ban hành cái quyết định số 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019, thì chúng ta click vào cái mục tại đây để chúng ta tải cái này về. Đấy, số 648 năm 2019. Thế thì ở đây có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta lấy cái giá bình quân là 1864,44 đồng trên 1 kWh điện. Giá này là giá chưa bao gồm thuế giá trị tăng, tức là giá trước thuế, thì chúng ta dùng luôn cái giá này để mà tính toán. Đấy. Cái thứ hai nữa là trong cái này thì điều 1 khoản 2 họ nói rằng là giá bán điện quy định kèm theo phụ lục tại phụ lục kèm theo quy định này là chưa bao gồm thuế giá trị tăng, có nghĩa là trước thuế, vậy chúng ta lấy luôn cái giá đó để dùng. Đấy. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ lấy là giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất. Thì có một số nơi thì họ lấy là điện áp dưới 6 kV thì họ lấy là giờ chung, giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm. Sau đó lấy ba con số này chúng ta cộng, nghĩa là chúng ta lấy 1.685 cộng 1.001 cộng 3.076 đồng chia cho 3. Đấy, thì là ra được là giá điện trước thuế. Thì chúng ta phải xem tỉnh của chúng ta quy định là ứng với điện áp dưới 6 kV hay là ở mức nào, hay là lấy ở cái mức điện bình quân này, thì chúng ta sẽ lấy cái giá tương ứng. Đấy. Thế thì bây giờ tôi lấy ví dụ để tính cái theo là dưới 6 kV chúng ta tính nào. Đây, tôi một cái file Excel rất đơn giản thôi ạ. Giá điện chẳng hạn, đây thì tôi lấy bao nhiêu ạ? 1685 cộng 1.001 cộng 3076 tôi chia 3. Đây, các con số đấy ở đây. 1685, 1.001, 3076 tôi cộng vào chia 3. Đấy, thì ra được cái giá trước thuế. Đấy. Giá xăng chẳng hạn, giá xăng thì xăng E5 A92 đấy, thì bên Petrolimex họ công bố là, tôi lấy vùng 1 chẳng hạn, đấy, giá xăng xăng E5 RON 92 chẳng hạn là 18.340 đồng vùng 1, thì tôi lấy 18.340 vùng 1 trước sau thuế. Sau đó tôi lấy cái này tôi chia cho 1,1 là ra được trước thuế, thì ra được là 16.673 đồng. Đấy, như vậy tôi sẽ nhập 13.436 diesel này, 1954 này, 16.673 này, tôi nhập vào đây. Được chưa? Xăng 16.673 đây, điện là 1954 đây, tôi đưa vào. Điện 1954 đây, tôi đưa vào. Đấy. Chúng ta kiểm tra lại các cái hệ số nhiên liệu phụ này. Đấy, theo thông tư số 11 năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Các cái tỷ lệ thu hồi khi thanh lý, số tiền mà nguyên giá máy được phép tính thanh lý thì theo quy định tại thông tư 11 mà 2019 về tính cam máy. Thì cái phần này nó dành cho phần tính cam máy nhé, nhưng mà nhân tiện thì để mà nói phần tính nhân công, tính cái đầu, nói đầu vào thì tôi dẫn luôn cái phần nhập giá nhiên liệu rồi là các cái tỷ lệ thu hồi thanh lý này. Đấy. Nói tóm lại ở đây thì chúng ta không cần điền cái đa phần, chúng ta không phải điền cái gì ở đây, chúng ta chỉ điền phần giá nhiên liệu này là chính thôi. Đấy. Tiếp theo ở bên dưới chúng ta nhìn thấy công cụ là có phần nguyên giá máy, thì G8 đã để sẵn là theo thông tư 11 năm 2019 rồi. Tính máy theo thì G8 đã để sẵn là thông tư 11 2019 rồi, nếu không phải chúng ta chọn lại. Tính lương theo thì lúc nãy tôi cố tình tôi đổi về đây để chúng ta nhìn thôi, còn thực ra thì chúng ta phải chọn là cái phụ lục số 4 thông tư 15 2019, thông tư của Bộ Xây dựng. Đấy. Thì ở đây nếu mà chúng ta làm ở các tỉnh thì sẽ có các cái văn bản, có quyết định của tỉnh về tính lương. Thế còn nếu mà chúng ta chọn định mức Bộ Xây dựng thì trong định mức Bộ Xây dựng nó chỉ có phụ lục 4 về cái lương bình quân thôi, cái khung lương bình quân thôi. Sau đó chúng ta chọn vùng. Là vùng 1 2 3 2 4 của chúng ta. Đấy, thật sự tôi chọn vùng 1. Thì trước khi đi thì tôi chỉ cho các bạn phụ lục 4 như thế nào.
thông tư 15. Phụ lục 4 về khung giá nhân công thì nó ở trang số 16. Đây. Phụ lục 4 về khung đơn giá nhân công xây dựng. Đấy. Thì ở đây họ phân làm 4 vùng 1, 2, 3 và 4. Đấy. Cho các loại công nhân xây dựng phổ thông, rồi lái xe, rồi vận hành hành máy, rồi thuyền trưởng, thuyền phó, rồi thợ lặn vân vân. Đấy. Thì vùng 1 chẳng hạn họ cho là 213.000 đến 280.000. Thế thì ở đây để cho dễ kiểm soát thì chúng tôi lấy cái mức min, tức là vùng 1 chúng tôi sẽ lấy 213.000, vùng 2 chúng tôi sẽ lấy 195.000, vùng 3 chúng tôi sẽ lấy 180.000 ứng với cái công nhân xây dựng hoặc lái xe. Thế còn thuyền trưởng, thủy thủ chúng tôi sẽ lấy ở dòng 2, nghệ nhân, thợ lặn chúng tôi sẽ lấy ở dòng số 3. Đấy. Tại sao chúng tôi lấy ở min mà chúng tôi không lấy ở mắc? Vì là nếu mà lấy ở mắc thì sai quá, bởi vì tất cả các loại thợ mà để mắc thì chắc chắn là sai. Để min thì cũng không đúng lắm đâu, nhưng mà nó an toàn. Còn nếu tại sao không để ở trung bình? Bởi vì nếu để ở trung bình thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng này, chúng ta lại mất công chúng ta cộng vào chia đôi thì chúng ta sẽ khó để kiểm soát. Trong như vậy thì đối với các tỉnh mà họ chưa có các cái quyết định để mà ban hành về cái đơn giá nhân công xây bình quân dựa theo cái khung số 4 này, thì chúng ta tạm thời chúng ta phải lấy ở cái khung số 4 này thôi, lấy ở min, chứ còn không cách nào tối ưu hơn cả. Tuy nhiên lát nữa tôi sẽ hướng dẫn một số tỉnh, đây ngay bây giờ luôn, là một số tỉnh như là tỉnh Bình Thuận chẳng hạn, là đầu tháng 3 năm 2020 họ đã ban hành quyết định số 540 để mà công bố cái đơn giá nhân công xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh. Đấy. Thì cái quyết định này của họ thì họ ban hành là từng cái loại thợ một cho vùng 2, vùng 3, vùng 4 của họ. Đấy, ví dụ như là nhóm 1 chẳng hạn của nhân công xây dựng trực tiếp ấy, thì vùng 2 là 201.715 đồng. Nhóm 2, 3 thì là 204.242 đồng vân vân. Đấy. Rồi cho các kỹ sư, rồi cho bên tư vấn, rồi cho thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, các loại thợ của họ. Đấy. Thì về cơ bản là đây là họ bám sát theo thông tư số 15 ở cái bảng mà phụ lục số 11. Đây. Tức là các sau này các tỉnh sẽ phải lần lượt ban hành các cái quyết định để công bố đơn giá nhân công xây dựng bình quân của tỉnh mình theo đúng như cái mẫu ở phụ lục số 11 này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có số liệu để mà chúng ta tính cho các tỉnh. Thế còn đối với các tỉnh mà chưa có số liệu thì tạm thời là chúng ta chấp nhận là lấy tạm thời ở cái phụ lục 4 như tôi vừa chỉ lúc nãy ạ. Đấy, như tôi vừa chỉ. Đấy. Chính vì thế là ở đây chúng ta chọn phụ lục 4 thông tư 15/2019 của Bộ Xây dựng. Vùng chúng ta chọn vùng của chúng ta ở đây. Đấy. Bước tiếp theo để mà tính đơn giá nhân công, chúng ta sang bên sheet nhân công. Thì G8 sẽ tính cho chúng ta là gì ạ? Theo công thức của thông tư 15 là chúng ta phải lấy cái đơn giá nhân công này sẽ bằng hệ số lương nhân đơn giá nhân công sự bình quân. Đấy. Tôi nhắc lại, đối với các tỉnh mà đã ban hành rồi thì G8 sẽ lấy cái đơn giá nhân công bình quân này ở cái tài liệu do tỉnh công bố, ví dụ như tỉnh Bình Thuận này chẳng hạn. Ví dụ vùng 2 chúng tôi sẽ lấy ở đây, vùng 3 sẽ lấy ở cột này và vùng 4 sẽ lấy ở cột cuối cùng này. Đấy. Còn đối với tỉnh nào mà chưa công bố thì chúng ta tạm lấy phụ lục 4. Đấy. Trong thông tư số 15 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành thì đây chính là lấy ở phụ lục 4. Đấy. Cho nên là các nhóm 1, 2, 5 là nó bằng nhau. Đấy. Vì chúng tôi đang để ở mức min. Đấy. Thì công thức tính là gì ạ? Lấy hệ số lương nhân đơn giá bình quân. Đấy. Cho một ngày công chia cho hệ số lương bình quân thì sẽ ra được cái đơn giá nhân công này. Bây giờ tôi sẽ hiện tất cả các cột để chúng ta nhìn. Ở đây thì G8 vẫn hỗ trợ chúng ta một số các loại phụ cấp như tôi vừa giải thích ở phần đầu vào. Lý do có thể một số tỉnh họ ban hành các phụ cấp cho nên chúng tôi vẫn để. Đối với trường hợp này chúng ta không cần thì chúng ta ẩn nó đi. Rồi. Đây. Lương sẽ bằng gì ạ? Hệ số lương nhân đơn giá nhân công bình quân chia cho hệ số lương bình quân. Đây cũng thế. Và cột này thì nó bằng cột này cộng với các phụ cấp nếu có, nhưng mà không có phụ cấp cho nên là hai cột này là bằng nhau. Đấy. Cho nên thực ra thì khi in ấn là cái cột này chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ không có, nó chỉ có bằng này cột thôi. Là theo đúng như cái công thức ở trong thông tư họ dẫn. Đấy. Công thức ở trong thông tư số 15. Đây, tôi trở lại cái công thức để chúng ta hướng dẫn. Ở trang số 9. Đây. Công thức tính ạ, đơn giá nhân công sẽ bằng đơn giá nhân công xây bình quân nhân hệ số lương của nhân công chia cho hệ số lương bình quân của nhân công đó. Và ở phía dưới này, Bộ Xây dựng mục 6 là có ví dụ tính toán là tương tự như tôi đã hướng dẫn ở trong file vừa rồi, là lấy cái hệ số lương. Đấy, ví dụ như là bậc 3/7 chẳng hạn là sẽ hệ số lương 1,39 này nhân mức lương bình quân của bậc 3,5 chia cho hệ số lương bình quân là của thợ nhân công xây dựng phổ thông ấy là 1,52 thì sẽ ra được cái 164.600 đồng ở đây.
tại thì phần mềm nó cũng sẽ tính giống hệt như cái bảng này, và nó áp dụng đúng cái công thức 1.3 ở điều 5 này. Đấy. Thế đấy là phần nhân công. Tiếp theo, tôi sẽ sang mục tiếp theo là tính đơn giá ca máy theo thông tư số 11 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành. À, tôi giải thích thêm một chút nữa, đối với các tỉnh thì sao? Với các tỉnh nào mà đã ban hành đơn giá nhân công rồi thì sao? Tôi lấy một file khác đi. Vừa rồi là tôi có chỉ ra một tỉnh là tỉnh Bình Thuận, là họ đã ban hành cái đơn giá nhân công của họ rồi. Đây, tỉnh Bình Thuận đây, là họ đã ban hành cái quyết định số 514 ngày 3 tháng 3 năm 2020. Thì bây giờ chúng ta chọn tỉnh thành phố là Bình Thuận. Đấy, Bình Thuận chưa? Đấy. Sau đó chúng ta nhập một số mã. Tôi ví dụ thôi cho nhanh thôi nhé. Khối lượng chúng ta nhập sau. Thế thì sau khi chúng ta nhập rồi thì đơn giá nó vẫn là trống. Giá thông báo đây vẫn là trống, chưa có gì cả. Đúng chưa? Sau đó chúng ta sang đầu vào. Thì khi chúng ta sang đầu vào một cái thì lập tức G8 nó chọn ngay nguyên giá, chọn thông tư 11 rồi. Máy chọn thông tư 11/2019 rồi. Lương nó chọn theo quyết định bao nhiêu ạ? Quyết định 514 năm 2020 của tỉnh Bình Thuận rồi. Nó chọn sẵn chúng ta rồi. Như vậy là tất cả các luật đã chọn đúng chúng ta sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc chọn vùng thôi ạ. Vùng thì chịu rồi, chúng ta phải tự chọn. Giả sử tôi chọn là thành phố Phan Thiết của tỉnh chẳng hạn. Đấy. Sau đó chúng ta bấm, tất nhiên là chúng ta sẽ phải điền cái giá xăng dầu cho đúng nhé. Xăng dầu tôi điền lại này. Tôi giả sử tôi lấy giá xăng dầu ở đây nhé. Theo bên Petrolimex với cả bên Bộ Công Thương ban hành giá xăng dầu nhé. Đấy, chúng ta kiểm tra lại số lương này, à, cái hệ số nhiên phụ này. Sau đó chỉ chúng ta bấm sang bên xin nhân công. Thì G8 cũng tính cho chúng ta gì ạ? Cái đơn giá nhân công ở đây sẽ bằng hệ số lương ở đây nhân đơn giá bình quân ở đây, chia cho hệ số lương bình quân ở đây. Đấy. Trong đó nhóm 1 của thành phố Phan Thiết là vùng 2, 201.715 đồng lấy ở đâu ra? Đây. 201.700 bao nhiêu đấy? Đây. Vùng 2, nhóm 1 là 201.715 đồng, đúng chưa ạ? Tiếp theo. Nhóm 2 thì là 204.242 đồng. Nhóm 2 đây. Nhóm 1 thì nhóm 2 và nhóm 3 thì là 204.242 đồng. Đấy. Tương tự như vậy. Nhóm 4 thì sẽ là 206.802, chúng ta kiểm tra trong cái quyết định của tỉnh. Đấy. Thế như vậy là với tỉnh ban hành đơn giá nhân công bình quân thì G8 sẽ lấy đơn giá nhân công của tỉnh đó. Đấy. Còn nếu mà tỉnh mà không ban hành thì G8 sẽ phải lấy tạm thời ở phụ lục 4 của thông tư 15/2019. Tương tự như vậy tính máy thì cũng sẽ tính cái mức lương này. Đấy. Cái tính là hệ số lương nhân mức lương bình quân chia cho hệ số lương bình quân. Trong đó cái mức lương bình quân này thì là G8 sẽ lấy ở trong cái quyết định của tỉnh Bình Thuận. Đấy. Bây giờ tôi tạm đóng này lại, tôi quay trở lại cái file kia tôi hướng dẫn tiếp. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay phần 3. Phần tiếp theo là phần tính đơn giá ca máy theo thông tư số 11 năm 2019. Rồi. Bây giờ chúng ta phải xem cái thông tư 11 nó làm sao. Đây. Thông tư 11 đây. Đây là thông tư số 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng để mà hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công. Thì thông tư này thay cho thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Trong thông tư 06 thì vừa tính chi phí xây dựng mà vừa tính chi phí nhân công, chi phí ca máy. Thì thông tư 11 này là thay cho cái phần phụ lục để tính giá ca máy ở thông tư 06 năm 2016 cũ. Đấy. Thế thì ở trong cái thông tư 11 này nó có 3-4 file liền cơ. Bộ Xây dựng của họ đưa lên website của họ thì có 3-4 file cơ. Thì chúng ta lấy ở cái file thứ 3 trở đi thì bắt đầu có phụ lục 2. Thì chúng ta sẽ phải tính theo các cái định mức về máy, ví dụ như số ca một năm là bao nhiêu, khấu hao bao nhiêu phần trăm, sửa chữa bao nhiêu phần trăm, rồi định mức nhiên liệu là bao nhiêu lít diesel, bao nhiêu kilowatt giờ điện, vân vân. Rồi là nhân công điều khiển là thợ bậc mấy trên 7, hay là mấy thợ bậc mấy trên 7, mấy thợ nào đấy thì chúng ta theo cái con số 9 này. Đấy. Và đặc biệt là đây Bộ Xây dựng cũng cho chúng ta cái nguyên giá để tham khảo. Thì là ví dụ như cái máy đào một gầu bánh xích ở đây, cái đầu tiên này thì là 809.944.000 đồng một cái máy, để chúng ta tính được cái chi phí khấu hao sửa chữa, chi phí mới khác. Tuy nhiên ở đây thì tôi không đi chi tiết vào cái việc là tính toán bằng tay mà tôi hướng dẫn trên phần mềm. Thì bây giờ chúng ta thao tác như sau. Sau khi chúng ta điền cái giá dầu diesel, giá điện, giá xăng đây rồi, chúng ta kiểm tra lại hệ số nhiên liệu phụ đây rồi, chúng ta kiểm tra xem là cái giá trị thu hồi thanh lý khi mà chúng ta mua máy là bao nhiêu triệu đồng trở lên thì được thanh lý chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta kiểm tra lại 30 triệu tương ứng với cả 10% chẳng hạn. Đấy. Sau đó thì chúng ta bấm sang bên sheet máy. Thì khi đó G8 sẽ tính toàn bộ cái đơn giá ca máy này
là theo hướng dẫn tại thông tư số 11 năm 2019. Và riêng phần lương, lương này, nhân công lái máy này thì G8 sẽ tính theo là cái thông tư số 15 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Đấy. Tôi lấy ví dụ các cái định mức ở đây là lấy ở thông tư 11. Lương ở đây thì có thể là đối với tỉnh ban hành đơn giá nhân công bình quân thì chúng tôi sẽ lấy các tỉnh. Còn trong hợp này chúng tôi lấy ở phụ lục số 4 trong thông tư 15 của Bộ Xây dựng. Đấy. Các cái tỷ lệ phần trăm khấu hao sửa chữa ở đây là chúng tôi lấy ở trong thông tư số 11 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành, và nó có công thức tính toán. Tôi lấy ví dụ tính nhiên liệu thì lấy định mức nhiên liệu nhân với giá nhiên liệu chịu thuế nhân với hệ số nhiên liệu phụ. Đấy. Đơn giá nhân công chẳng hạn thì nhân công bậc 1/4 nhóm 9, lái xe bậc 1/4 nhóm 9 chẳng hạn thì nó sẽ tính là gì ạ? Nó lấy là hệ số lương bậc 1 thì tất nhiên là hệ số là 1 rồi. Đấy. Nhân đơn giá bình quân chia cho hệ số lương bình quân. Đấy. Cho xuống cái này cho nó rõ hơn, đây hệ số bậc 3/4 nó sẽ là 1.4 này. Nhân đơn giá bình quân chia cho hệ số lương bình quân. Đấy. Ở đây có công thức tính chủ để chúng ta kiểm tra. Đấy. Và sau khi tính xong rồi chúng ta quan tâm là cái đơn giá ca máy ở đây. Ví dụ máy cần trục ô tô 10 tấn là 1.880.581 đồng này. Đầm bàn 1 kW này 221.200 đồng 1 ca. Đấy. Bước tiếp theo, như vậy là chúng ta đã tính được cái này rồi. Tất cả các loại máy rồi, bây giờ chúng ta chỉ in ra thôi. Để chúng ta giải trình tại sao chúng ta có được cái giá này, tại sao chúng ta có giá này. Đấy. Một vấn đề nữa, chúng ta thấy rằng sau khi tính rồi thì cái giá nhân công ra máy ở đây vẫn gì ạ? Vẫn trống. Đấy, cho nên là chúng ta sang đầu vào cả sang nhân công hoặc sang máy, chúng ta tích vào gì ạ? Linh nhân công. Thì nó hỏi có linh sang bên cổ giá tháng và bên sinh giá tháng không thì chúng ta bấm yes. Chúng ta tích là linh máy, nó hỏi có linh không, chúng ta bấm yes. Thì lúc đó chúng ta sang bên đây chúng ta thấy gì ạ? Là phần nhân công là được linh rồi. Ví dụ nhân công linh từ S8 này, S9 này đến S11, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông cho thấy ạ. 8 9 11 đấy ạ, S đấy ạ. Nó linh từ đây sang. Máy chẳng hạn tôi lấy cái máy đầu tiên, nó linh từ K6, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông. Thì K6 chính là cái ô này, là cần trục 10 tấn, đơn giá của nó. Đấy. Cái cuối cùng nó linh từ đâu ra là K75, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông. Thì K75 chính là gì ạ? Là cái máy ủi 110 CV. Nó linh K75 là đây. Linh từ 1.579.722 đồng ở đây, nó linh ở đây sang. Đấy. Như vậy là chúng ta đã được cái phần nhân công rồi, chúng ta được phần máy rồi. Còn thiếu phần vật liệu thì đến phần ngay sau đây tôi sẽ nói luôn để chúng ta tính dự toán. Như vậy, phần nhân công xong rồi, phần máy xong rồi, đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lập dự toán, một cái hồ sơ dự toán như nào. Ví dụ một đơn vị tư vấn thiết kế, họ muốn dùng định mức 10, muốn dùng thông tư 15, thông tư 11 để họ tính dự toán chẳng hạn. Họ thiết kế xong rồi họ tính dự toán chẳng hạn, làm nào? Một đơn vị thi công xây lắp, đấy, họ đấu thầu, họ làm hồ sơ dự thầu thế nào? Rồi đơn vị tư vấn họ lập tổng đầu tư để trình chủ đầu tư thế nào? Thì chúng ta xem, theo dõi ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta đến phần lập dự toán dự thầu. Thì trước khi lập thì chúng ta phải nhập cái giá thông báo vật liệu ở đây. Có hai cách. Cách thứ nhất đơn giản nhất là chúng ta nhập bằng tay. Cách thứ hai là chúng ta nháy phải, chúng ta áp giá thông báo vật liệu. Hoặc là chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này có áp giá thông báo vật liệu, chúng ta kích vào tượng như nhau thôi. Áp giá thông báo vật liệu. Ở đây chúng ta để là định mức Bộ Xây dựng thì chưa đúng. Giả sử là chúng ta làm ở tỉnh Hà Nội chẳng hạn, chúng ta chọn Hà Nội, chúng ta chọn cái thông báo giá mới nhất 09/2019 này, ban hành đầu tháng 12/2019 này. Đấy. Vùng chẳng hạn, chúng ta chọn vùng các quận các huyện chẳng hạn. Đấy, tùy chúng ta. Rồi bấm chấp nhận. Thì nó ra liệt kê các loại vật liệu chúng ta đây, các đơn vị cung cấp đây. Thì tôi, các bạn có thể chọn tùy. Đây chẳng hạn, được chưa ạ? Tuy nhiên đây thì tôi chọn cho nhanh, tôi chọn giá trung bình nhé. Đấy, trung bình nhé. Rồi, nó tự đã chọn chúng ta đây rồi. Rồi bấm chấp nhận. Đấy. Thì cái vật liệu nào mà nó có và nó áp được thì nó đổi sang tên màu xanh. Còn cái màu xanh này là do giá tháng, giá thông báo lớn hơn giá gốc cho nên nó đổi sang màu xanh thôi. Còn chúng ta phải xem cái tên nó màu xanh là nó áp được rồi, còn tên màu đen như này là chưa áp được thì chúng ta tự nhập tay. Chúng ta phải tự nhập tay vào. Đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta nhập là đá dăm chẳng hạn là 215.000. Đấy. Oxy đất đèn chúng ta phải nhập tay vào. Đấy. Tất cả những chúng ta phải nhập tay vào, chúng ta nhập sau nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta phải nhập nốt các cái vật liệu còn thiếu này. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian thì cái này là quá dễ, chúng tôi không dẫn nữa. Bây giờ chúng ta tính dự toán thế nào? Thì bây giờ chúng ta sang bên sheet tổng hợp kinh phí hạng mục. Đấy. Mặc định thì G8 để mục là vật tư theo là theo công trình. Có nghĩa là chúng ta theo công trình, tức là chúng ta theo cái đơn giá bằng không ở đây, theo cái thành tiền bằng không ở đây, bởi vì ra đây chúng ta đang theo định mức cho nên nó không có đơn giá. Thế cho nên ở đây cái chi phí vật liệu theo
đơn giá nó bằng không, chi phí nhân công theo đơn giá bằng không và chi phí máy theo đơn giá bằng không. Còn cái chênh lệch này thì nó chính là cái chênh lệch giữa hiện tại so với cả cái không, cho nên nó chính bằng cái chi phí vật liệu hiện tại. Đây nó chính là chi phí nhân công hiện tại và đây chính là gì ạ? Chi phí máy hiện tại. Do cái gốc nó bằng không. Đó. Thì cũng không sao cả. Nhưng nếu làm theo cách này thì nó không được đúng lắm. Không được, nhìn nó không được đẹp lắm thôi chứ không phải không đúng, đúng nhưng mà không được đẹp lắm. Cho nên chúng tôi khuyến nghị là chúng ta nên làm theo chọn vật tư theo giá tổng hợp. Có nghĩa là gì ạ? Chi phí vật liệu là 1 này. Chi phí nhân công ở đây là 2 này. Và chi phí máy ở đây là 3. Là chúng ta theo cái bảng giá tổng hợp. Tôi lấy ví dụ vật liệu lấy ở giá tổng hợp Y12, nhân công ở Z12 và máy lấy ở K12. Chúng ta nhớ ạ, Y, Z và K12 của giá tổng hợp, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông ạ. Đây. Y, Z, K là ba cột tương ứng với gì ạ? Thành tiền của vật liệu, nhân công và máy. Và đây dòng 12 là gì ạ? Là dòng tổng. Nó thấy ạ, bằng sum đây. Bằng sum ở đây và bằng sum ở đây. Đấy. Thế cái này thì lấy đâu ra? Thì chúng ta sẽ lấy khối lượng công tác mà nhân với đơn giá công tác. Đấy. Đơn giá vật liệu lấy đâu ra? Lấy ở đơn giá chi tiết, chúng ta bấm Ctrl mở vuông đây. Lấy đây ra. Cái này nó dựa trên con số này. Cái này dựa bằng sum cái này. Cái này thì bằng định mức 11. Đã định mức 10 bộ dựng mà nhân với cái giá chúng ta nhập vào bên sheet giá tháng này. Đấy. Thì cái này là chúng ta tính theo định mức nhé. Tính theo định mức. Đây là giá thông báo vật liệu của tỉnh. Đấy. Đây là giá nhân công máy mà chúng ta tính theo gì ạ? Theo thông tư 15 và máy tính theo thông tư 10, à thông tư 11 để ra được. Cho nên là cái việc tính theo đơn giá chi tiết và giá tổng hợp đây thì hoàn toàn phụ thuộc vào định mức bộ dựng ban hành. Và giá thông báo do vật liệu nhân công, giá thông báo vật liệu do tỉnh ban hành cũng như là đơn giá chúng ta tính nhân công máy chúng ta tự tính ra được mà không liên quan gì đến đơn giá phần xây dựng. Đơn giá xây dựng công trình, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa v.v. do tỉnh ban hành nữa. Đấy. Thì đây là theo hướng dẫn tại phụ lục số 3.1 trong thông tư số 10, thông tư số 09 năm 2019 bộ dựng ban hành là chúng ta tính theo đơn giá chi tiết và theo giá tổng hợp. Thì chúng tôi khuyến nghị chúng ta chọn là cái vật tư này, vật tư theo chúng ta nên chọn theo giá tổng hợp. Tất nhiên chúng ta có thể chọn theo tổng vật tư được, không sao cả. Đấy, thì tùy các bạn, chúng ta chọn theo tổng vật tư. Thì chúng ta bên tổng vật tư đây. Thì ở đây chúng ta nên chọn cái hiện bảng ấy là hiện bảng giá hiện trường rút gọn. Thì nó sẽ lấy thành tiền vật liệu, tổng thành tiền vật liệu ở đây này. Tổng thành tiền nhân công ở đây. Tổng thành tiền máy ở đây để nó đưa sang bên sheet tổng phía mục này. Tôi lấy ví dụ vật liệu này. Nó lấy ở ô tổng hợp vật tư ô P19, chúng ta bấm Ctrl mở vuông đây. P là thành tiền đối với vật liệu đúng chưa ạ? 19 tức là gì ạ? Tổng tiền vật liệu ở đây. Đây. Tổng tiền vật liệu ở đây nó đưa sang. Tương tự như vậy máy cho nhanh nhé. Đấy, phần máy. Thì lấy ở đâu ạ? P36, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông. Thì đây ạ, P36 tức là gì ạ? Tổng tiền máy của cả công trình ở đây. Đấy, xăm các cái máy của công trình ở đây. Đấy. Chúng ta nhớ là chọn bảng số 7 nhé, thì nó sẽ hiển thị rõ hơn. Có nghĩa là diện gì khối lượng, giá và thành tiền tương ứng với cái giá hiện trường, giá cuối cùng. Thì nó tiện hơn là chúng ta để cái bảng là chênh lệch rút gọn như ngày xưa nữa nhé. Đấy. Như vậy, chốt lại tôi khuyến nghị các bạn chọn tối ưu nhất là chọn theo giá tổng hợp hoặc chọn theo tổng vật tư, nhưng tôi vẫn khuyến nghị theo giá tổng hợp. Lưu ý bên sheet giá tổng hợp thì ở đây chúng ta không thấy diễn giải, nhưng mà chúng ta muốn nó như sheet công trình mà có diễn giải thì làm thế nào? Tôi lấy ví dụ ở đây nhé, có một số cái diễn giải này chúng ta rõ này, bằng đào đất máy đào, ví dụ như 1 cộng 2 nhân 3, tôi ví dụ thôi nhé, 5 nhân 7 chẳng hạn này, VK1 này mà hoặc 1 cộng 2 này nhân 3,57. Tôi lấy ví dụ nhé, thì đây nó có một số diễn giải. Thì chúng ta muốn đây cũng có diễn giải thì làm thế nào? Hiện nay là chưa có, thì chúng ta bấm vào dùng mục gì ạ? Có diễn giải thanh công cụ dưới cùng màn hình ở đây. Sau đó chúng ta bấm nút hình tam giác ở trên thanh công cụ hoặc là bấm phím F5 trên bàn phím, nó sẽ ra chúng ta ở đây. Như vậy chúng ta thấy là cái bảng gì ạ? Bảng giá tổng hợp này nó có diễn giải như bình thường. Bây giờ chúng ta so sánh giữa cái bảng giá tổng hợp này với cả sheet công trình, nó khác với nhau nhé. Ở sheet công trình có cột số thứ tự, mã, tên, đơn vị, khối lượng. Số tự, mã, tên, đơn vị, khối lượng nhé. Bên này có không? Số tự, mã, tên, đơn vị, khối lượng đúng chưa? Giống nhau chưa? Và khối lượng ở đây có cả diễn giải. Tiếp theo là ba cột đơn giá và ba cột thành tiền. Chúng ta kiểm tra. Đây cũng ba cột đơn giá, ba cột thành tiền, đúng chưa? Và cuối cùng là gì ạ? Và tổng cộng nếu có ở đây thì bên này nó cũng có gì ạ? Nó cũng có tổng cộng nếu có ở đây. Cho nên rất nhiều người cứ hỏi là thế bây giờ cái sheet công trình nó không có giá, không có tiền và không có tổng tiền thì không in được à? Thì để làm gì? Thì câu trả lời là gì ạ? Chỉ để nhập cái diễn giải khối lượng, nhập các đầu việc, nhập khối lượng ở đây thôi, hoặc là nhập kích thước số kiện dài rộng cao ở đây mà thôi ạ. Chứ còn thì không dùng để in ấn như ngày xưa nữa, mà thay vì in cái sheet công trình này thì chúng ta sẽ in cái sheet giá tổng hợp này ra. Vì sao? Vì tất cả các cột là tương đương. Vì sao nữa? Vì có cả diễn giải, giống như sheet công trình ở đây có diễn giải như bình thường.
Cho nên câu trả lời cuối cùng là gì ạ? Thay vì in sheet công trình ra thì chúng ta sẽ in hoặc là nộp cái sheet giá tổng hợp để mà chứng minh cái giá ở đây, chứng minh cái thành tiền ở đây và chứng minh cái tổng tiền ở đây, cũng như là cái diễn giải khối lượng ở đây. Đấy, tôi nhắc lại chúng ta nhớ cái chuyện đó. Đấy. Như vậy cái sheet công trình này chỉ để mà nhập liệu thôi nhé, chứ còn gần như không cần để làm gì nữa. Đấy. Nếu chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp. Đấy. Tiếp theo sang phần lập hồ sơ dự thầu. Ở đây thì tôi lưu ý các bạn, chúng ta trước sang phần mới thì chúng ta lưu ý là khi chọn thông tư nhé, chúng ta phải chọn là thông tư 09 hay 19 của Bộ Xây dựng nhé, chứ chúng ta đừng để thông tư 06 cũ nữa thì không đúng đâu, và chúng ta phải chọn thông tư 09. Đấy. Thì nó mới có các chi phí như là chi phí trực tiếp này, sau đến chi phí gián tiếp này. Đấy, chi phí gián tiếp nó có là chi phí chung rồi lán chạy nhà tạm, một số công tác không xác định khối kế này, vân. Nếu chúng ta muốn có chi phí gián tiếp khác thì chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp, chúng ta điền cái gián tiếp khác bao nhiêu phần trăm ở đây. Đấy. Trong thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn là lập theo một cái dự toán, thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là lập theo dự toán ở đây nó rất là khó, bởi vì ví dụ như là một cái hạng mục gián tiếp, ví dụ như là một cái nhà để chứa vật liệu như là chứa thép và chứa xi măng chẳng hạn, nhưng mà cái nhà đấy nó dùng chung cho hai công trình trong cái dự án thì không biết phân bổ thế nào vào cái dòng chi phí gián tiếp khác ở đây. Đấy. Cho nên cái này là một trong cái mà rất là khó để mà phân bổ cho công trình. Cho nên chúng tôi thấy rằng là nếu như mà có một cái hạng mục gián tiếp khác thì tốt nhất là chúng ta sang đây. Chúng ta lập một cái mã là HM, tên là hạng mục gián tiếp khác, ví dụ là như là cái nhà bao che vật liệu, nhà bao che máy chẳng hạn, chúng ta cũng lập các đầu việc ở đây. Sau đó thì chúng ta tính toán như bình thường và in ấn như bình thường, nó giống như một cái hạng mục ở đây thôi. Đấy. Tiếp theo, bây giờ tôi sang phần chính, tôi muốn nói là phần tính hồ sơ đấu thầu. Thì đơn giản là chúng ta bấm sang phần sheet chiết tính và sheet dự thầu. Trước khi xem thì chúng ta nên lưu ý xem là cái thông tư ở đây chúng ta đang chọn là thông tư gì. Thì chúng tôi với thông luật mới chúng ta phải chọn thông tư 09 hay 19 Bộ Xây dựng. Hoặc là một số đơn vị lại muốn có cả dự phòng vào thì chúng ta chọn là có dự phòng. Đấy, còn không thì chúng ta chọn là thông tư 09 hay 19 Bộ Xây dựng. Đấy. Thì ở đây chúng ta quan tâm sheet chiết tính thì chúng ta tính dựa vào định mức này, dựa vào giá nhân công máy chúng ta vừa tính được theo thông tư 15 và thông tư 11 này, thì chúng ta ra được chi phí nhân công và chi phí máy cho từng đầu việc một. Sau đó chúng ta cộng các chi phí như là chi phí chung rồi lán chạy nhà tạm rồi trực tiếp phí khác, rồi là thu nhập thuế trước chẳng hạn, thuế để chúng ta ra được là chi phí xây dựng cho một đơn vị công tác là bao nhiêu ở đây. Đấy. Công tác nào mà nó có vật liệu thì nó có cả vật liệu ở đây. Thì đây là định mức của vật liệu này theo thông tư số 10/2019. Đây là giá vật liệu mà chúng ta áp theo giá thông báo của tỉnh theo tháng theo quý này, chúng ta nhân ra được chi phí vật liệu. Đấy, tương tự như vậy. Thế thì một đơn vị công tác ví dụ như bây giờ là 100 mét khối đào đất thì nó hết là nó cần phải là 903.577 đồng. Thì cái 903.577 nó sẽ đưa qua đây để chúng ta tính này. Đây. 903.577 đồng. Thì nó link từ bên chiết tính OH21 sang cho chúng ta thì thành tiền đây. Thành tiền đây. Thì đây chính là cái sum này chính là tổng chi phí xây dựng cho cái công trình hay cái hạng mục số 1 này của chúng ta. Đấy. Tuy nhiên ở đây thì cái phần hạng mục chung thầu thì chúng ta không cần nữa. Bây giờ với thông tư số 09 hay 19 mới thì phần hạng mục chung là không còn khái niệm hạng mục chung nữa. Cho nên cái sheet hạng mục chung này chúng ta có thể là vào menu hiển thị, hiện ẩn sheet bảng, chúng ta ẩn cái sheet hạng mục chung này đi. Đây, hạng mục chung này, hạng mục chung thầu này chúng ta bỏ đi. Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần dự toán gói thầu. Thì chi phí xây dựng nó được link ở bên sheet dự thầu sang. Dự thầu G11, chúng ta bấm Ctrl mở vuông đây. Đây là sau thuế của cái hạng mục đấy. Đấy, được chưa? Thì trước thuế nó sẽ bằng gì ạ? Sau thuế chia 1,1. Còn thuế này nó sẽ bằng gì ạ? Sau thuế mà trừ đi trước thuế. Tính hơi ngược một chút nhưng mà bắt buộc phải tính như thế mới ra được. Chứ tất nhiên là sau thuế thì bằng là trước thuế cộng thuế, đúng rồi. Nhưng mà muốn tính được cái trước thuế chúng ta phải tính ngược là cái sau thuế này chia 1,1. Đấy. Ở trong thông tư thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là cái chi đối với cái dự toán gói thầu thì nó không còn hạng mục chung nữa, mà chỉ còn chi phí dựng và chi phí dự phòng thôi. Đấy. Chi phí dự phòng của chúng ta sang bên phần dự phòng này để chúng ta dự phòng thầu để chúng ta tính toán cái phần dự phòng này. Thì về phần dự phòng này thì chúng tôi đã có một cái video ở trong cái phần trợ giúp học dự toán này, chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem cái video mà hướng dẫn sử dụng. Đấy, chúng ta xem cái phần về tính dự phòng nhé, để chúng tôi đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Đấy. Như vậy là khi in ấn thì chúng ta sẽ in cái phần đối với hồ sơ đấu thầu, chúng ta in cái dự toán gói thầu này, in dự phòng này, in dự thầu ra này và in chiết tính ra này. Tất nhiên chúng ta kèm theo các cái bảng để mà diễn giải khối lượng đi chẳng hạn này, nếu có, rồi chúng ta giải thích cho họ cái nhân công người tính thế nào này,
giải thích cho họ máy tính như nào, cho nên chúng ta phải in nó ra. Đấy. Tiếp theo, phần cuối cùng là chúng ta lập tổng đầu tư. Đấy, theo thông tư số 09/2019 Bộ Xây dựng và thông tư số 16/2019 Bộ Xây dựng. Đấy. Chỗ này tôi viết hơi nhầm ở đây, đây là thông tư 09/2019 và thông tư 16. Đấy. Bây giờ chúng ta sang bên phần sheet tổng chi phí. Tổng phí. Thì ở đây chúng ta phải kiểm tra định mức tư vấn là chúng ta phải chọn thông tư số 16/2019 Bộ Xây dựng. Thì phần mềm tự nội sự tính toán cho chúng ta các cái chi phí quản lý dự án, các loại chi phí tư vấn. Đấy. Rồi các cái chi phí khác ở đây. Ở chi phí dự phòng ở đây. Đấy. Thì chúng ta lưu ý là trước khi mà hài lòng với cái này, chúng ta nên kiểm tra xem là chúng ta vào lên công trình. Đấy, thông tin chung của công trình để chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái chúng ta kiểm tra xem một số cái thông tin. Tùy chọn khác. Công trình hệ số chi phí lắp để chúng ta kiểm tra xem là cấp công trình chúng ta đã đúng chưa? Cấp 1 2 3 4 hay cấp đặc biệt? Thiết kế là mấy bước? Đấy. Rồi nhóm công trình là gì? Ví dụ dân dụng hay giao thông hay thủy lợi, chúng ta kiểm tra cái này. Đấy, cho kỹ thì các cái kết quả nội suy ở bên tổng cái phí hạng mục này, rồi là bên tổng cái phí này nó mới đúng được. Các cái tỷ lệ phần trăm này nó mới đúng được. Đấy. Bước tiếp theo là chúng ta phải bấm chọn chi phí để chúng ta kiểm tra xem là đây có những chi phí nào chúng ta cần, chi phí nào chúng ta không cần thì chúng ta bỏ đi. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi không muốn có chi phí đây. Ví dụ như là tôi không muốn cái chi phí 4.4 là chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chẳng hạn. Tôi bấm đây, tôi bỏ cái mục này đi. Đây, 4.4 tôi bỏ đi, bỏ tích đi, rồi bấm chấp nhận. Thì bây giờ là nó không còn cái chi phí đánh giá tác động môi trường là không còn nữa, mà 4.4 bây giờ là chi phí báo cáo tiền khả thi. Đấy, cái chi phí kia nó không còn nữa. Nó sẽ ẩn đi. Đấy, nó ẩn ở cái dòng này. Hiện dòng đây. Đây. Nó nằm ở đây, chi phí thẩm định đánh giá tác động môi trường nó ẩn đi và tất cả chi phí nó bằng không hết. Đấy. Đấy. Nó không có thì nó ẩn đi thôi. Đấy. Như vậy là buổi sáng nay thì tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách lập dự toán, rồi là lập hồ sơ đấu thầu theo cái thông tư, các cái luật mới của Bộ Xây dựng như là định mức số 10, thông tư 10. Rồi chúng ta tính, để mà tính được dự toán thì chúng ta phải tính được cái nhân công theo thông tư 15 và máy theo thông tư số 11. Đấy. Cũng như là tính dự toán, rồi lập hồ sơ đấu thầu, lập tổng đầu tư theo các cái thông tư như 09 và thông tư 16 Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Tất cả những cái luật này thì chúng ta sang bên sheet luật xây dựng, chúng ta sẽ thấy đây luật xây dựng. Đây, tôi lấy ví dụ thông tư số 09 để mà hướng dẫn xác định chi phí tính dự toán đấy, quản lý chi phí xây dựng, thông tư 11 về máy, thông tư 15 về nhân công, thông tư 16 về tính các cái chi phí quản lý dự án và tư vấn, vân vân, thì nó nằm ở tất cả trong sheet luật xây dựng. Và chúng ta chỉ phải bấm mục tải về, ví dụ bấm mục thông tư số 15 chẳng hạn về nhân công chẳng hạn, chúng ta bấm tải về ở đây thì nó sẽ ra thông tư số 15 chúng ta ở đây, và chúng ta tải cái file này về. Đấy. Thì trong phần mềm nó gói gọn tất cả các cái văn bản luật đấy rồi, thì chúng ta chỉ việc sang bên luật xây dựng để chúng ta tải về cho tiện thôi, không còn phải tìm kiếm trên Google nữa. Đấy. Và như vậy là cái nhiệm vụ của tôi về cái video đã hoàn thành. Tất cả những cái thông tin cần trao đổi thì chúng ta có thể vào trong phần trợ giúp tác giả để chúng ta liên hệ theo các số điện thoại ở đây. Đấy. Hoặc là chúng ta vào trang web dự toán g8.com ở đây, trợ giúp www.dự toán g8.com ở đây để chúng ta liên hệ với bên công ty Hoàng Hà. Đây. Thì chúng ta có thể liên hệ theo các cái số điện thoại ở đây. Đấy. Hoặc là chúng ta vào mục liên hệ để chúng ta sẽ liên hệ theo các cái công ty, theo các thông tin ở đây. Đấy. Hoặc là với các chi nhánh, hoặc là các số điện thoại ở đây. Đấy. Và hoặc chúng ta có thể là gửi các ý kiến đóng góp, chúng ta điền tên, điện thoại, email chúng ta, và chúng ta điền các nội dung đóng góp và chúng ta bấm gửi để chúng tôi nhận được cái ý kiến đóng góp của các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video rất là dài, và tôi rất mong được gặp lại các bạn trong một cái video gần đây. Vâng, tôi xin chào các bạn.